Nam chúng ta thì có rất nhiều cảnh đẹp, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn nổi tiếng ở trên quốc tế. Vì vậy nên là Đoàn Thanh niên Đại học Đài Nam mong muốn tổ chức cái chương trình hội trại tìm hiểu những cái văn hóa vùng miền để cho các bạn sinh viên có thể tìm hiểu thêm kiến thức cũng như là tái hiện lại những cái khung cảnh, những cái đặc trưng, những cái địa danh nổi tiếng của Việt Nam ngay tại sân trường Đại học Đài Nam. Và đặc biệt hơn nữa thì thông qua cái chương trình lần này, chúng tôi muốn giáo dục cho thanh niên Việt Nam sống có trách nhiệm hơn. Thì khi mà các bạn có ý thức để gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên và du lịch bền vững thì các bạn sẽ lan tỏa được cái ý thức đó cho cộng đồng nhiều hơn. Hội trại năm nay thì em cảm thấy rất là hào hứng bởi vì mặc dù là trời mưa nhưng các bạn sinh viên vẫn rất là nhiệt tình và thể hiện được sức trẻ của mình. Các gian trại ở đây thì thực sự là được đầu tư hoành tráng, tỉ mỉ. Nguyên mấy ngày hôm nay là mình rồi các thầy cô và các học trò ở khoa là đều gần như là từ sáng sớm cho đến tối muộn là đều ở khoa ở trường để chuẩn bị cho cái sự kiện này. Và qua cái sự kiện thì mình thấy rằng mỗi một cái trại đều đem đến những cái sự chuẩn bị cũng như là những cái kiến thức rất là phong phú về du lịch cũng như là cái ý thức, truyền tải cái ý thức để bảo vệ môi trường. Năm nay thì em thấy là các bạn vui hơn năm ngoái, mặc dù là thời tiết nó không ủng hộ nhưng mà hội trại vẫn rất sôi nổi, các bạn vẫn tập trung đầy đủ và các bạn tham gia càng ngày càng nhiệt huyết hơn. Em cảm thấy là giới trẻ bây giờ thì các bạn càng ngày càng năng động, càng sôi động hơn hồi xưa. Ngoài cái việc là thúc đẩy cái nền du lịch của Việt Nam, du lịch bền vững, du lịch bảo tồn và phát triển, thì chúng tôi cũng muốn mang cái thông điệp đến cho toàn thể cán bộ giảng viên, 13.000 sinh viên trường Đại học Đại Nam, rằng chúng ta là những du khách đi du lịch cũng phải góp phần để mà bảo tồn, gìn giữ cái miền sinh thái, đặc biệt là giữ mãi màu xanh quê hương, giữ mãi được màu xanh của hành tinh này.